Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, như vậy là chỉ còn vài ngày nữa là đội tuyển Việt Nam sẽ khởi động cho chiến dịch AFF Cup 2024 bằng hai trận giao hữu với đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan. Dù đây chỉ là trận đấu mang tính chất thử nghiệm, thế nhưng đối với huấn luyện viên Kim Sang-sik, nhiệm vụ dành cho ông vẫn phải là chiến thắng. Tại sao lại như vậy? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cần nhìn lại từ thời điểm cuối năm 2017, thời điểm mà bóng đá Việt Nam đang chạm đáy thất vọng sau thất bại ê chề tại SEA Games 29 của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo xuất hiện ở tại Việt Nam theo lời mời của ông bầu Đoàn Nguyên Đức với nhiệm vụ vực dậy bóng đá Việt Nam. Giải đấu chính thức đầu tiên của nhà cầm quân người Hàn Quốc này với U23 Việt Nam đó là một giải đấu giao hữu M150 Cup được tổ chức ở tại Thái Lan nhưng các nhà chuyên môn lẫn người hâm mộ nước nhà thì không khỏi hoài nghi khi mà nhìn vào bề ngoài của ông thầy ngoại này. Điều đó cũng chẳng ngạc nhiên bởi trước khi được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tìm tới thì chiến lược gia người Hàn Quốc lại đang thất nghiệp, được xem là đã hết thời ở tại quê nhà. Thế nhưng, chỉ sau vài trận đấu, mọi thứ đã thay đổi nhanh chóng và huấn luyện viên Park Hang-seo giành được niềm tin rất lớn từ người hâm mộ khi mà giúp cho U23 Việt Nam về đích ở vị trí thứ ba sau chiến thắng trước chính đội chủ nhà Thái Lan chiến thắng trước kình địch trong khu vực đã mang đến giá trị niềm tin thực sự to lớn đối với Công Phượng, Xuân Trường, Quang Hải hay là U23 Việt Nam khi đó vốn vừa sớm bị loại ngay tại vòng bảng SEA Games 2017 ở Malaysia. Và giá trị từ chiến thắng khởi đầu này được coi là bệ phóng giúp cho U23 Việt Nam tạo kỳ tích ở vòng chung kết U23 châu Á Thường Châu 2018, từ các kỳ SEA Games cho đến ASEAN hay là tuyển Việt Nam lên ngôi ở tại AFF Cup cũng như là chơi ấn tượng ở tại Asian Cup 2019, lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng loại thứ ba World Cup 2022 dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Về cơ bản thì huấn luyện viên Kim Sang Sik đã ra mắt người hâm mộ Việt Nam bằng hai trận đấu mang tính chất thủ tục ở tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 với các trận đấu gặp Philippines và Iraq hồi tháng 6 vừa qua. Nhưng song phẳng mà nói thì các trận đấu nói trên chỉ được coi như là bản nháp hoặc là chữa cháy đối với tân thuyền trưởng người Hàn Quốc sau cuộc chia tay với huấn luyện viên Philippe Trujillo. Ông Kim Sang-sik không có thời gian chuẩn bị quá nhiều, lại chưa biết mấy về bóng đá Việt Nam khi mà đặt bút ký vào bản hợp đồng cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Thế nên kết quả như thế nào ở thời điểm đó chẳng mấy ai bận tâm. Tuy nhiên vào lúc này thì khác, huấn luyện viên Kim Sang-sik đến lúc phải chứng tỏ năng lực cầm quân ở ngay tuyển Việt Nam trong các trận đấu chuẩn bị cho AFF Cup ở hai đợt FIFA Days vào tháng 9 và tháng 10 nhằm xây dựng niềm tin đối với người hâm mộ cùng với các cầu thủ. Những gì nhìn thấy từ chu kỳ thành công rực rỡ của bóng đá Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo là minh chứng cho thấy ấn tượng ban đầu, tức là kết quả ở các trận đấu ra mắt quan trọng ra sao. Do vậy, ở các trận đấu tới đây của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik cần phải cho thấy sự rõ nét hơn của đội tuyển Việt Nam trong lối chơi và hiệu quả mang lại, đặc biệt là ở cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan. Vậy mới nói là dù các trận đấu mang tính chất giao hữu thử nghiệm nhưng đòi hỏi tân thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam cùng với các học trò phải giành được chiến thắng nếu như không muốn đến AFF Cup 2024 bằng sự thiếu tự tin như là đã nhìn thấy suốt thời huấn luyện viên Philippe Truze dẫn dắt. Nhưng làm sao để có được chiến thắng khi mà các đối thủ là đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan, những đội bóng mà các chiến binh sao vàng thế hệ này chưa từng thắng trong quá khứ ở một giải đấu chính thức, ngay cả khi họ được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Park Hang-seo? Ông Kim Sang Sik sẽ làm mới đội tuyển Việt Nam như thế nào, sử dụng những chiêu thức gì để chiến thắng đối thủ sẽ còn là câu chuyện được rất nhiều người hâm mộ quan tâm. Hiện tại trong danh sách 26 cầu thủ Việt Nam chuẩn bị cho các trận đấu với đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan có 6 tiền đạo. Những người này gồm có Tiến Linh, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hảo, Phan Văn Đức và Đinh Thanh Bình. Trong số này thì Phan Văn Đức vừa mới trở lại đội tuyển. Anh là phương án thay thế cho Nguyễn Văn Toàn bị dính chấn thương. Trong khi đó thì Nguyễn Văn Tùng, Bùi Vĩ Hào và Đinh Thanh Bình thì hầu như là chưa đủ sức đá chính ở cấp độ đội tuyển quốc gia. Duy chỉ có trường hợp của Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải vừa giàu năng lực chuyên môn lại vừa nhiều kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Đây cũng là hai tiền đạo có khả năng xuất hiện trong đội hình chính thức ở các trận đấu giao hữu với đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan trong những ngày tới đây. Số lượng các tiền đạo trong những trận đấu tới sẽ phản ánh lối chơi chủ đạo của toàn đội khi mà chúng ta đối đầu với các đối thủ mạnh. Nếu như đội tuyển Việt Nam chỉ đá với hai tiền đạo là Nguyễn Tiến Linh và Phạm Tuấn Hải thì khả năng cao huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ áp dụng sơ đồ 5-3-2 thiên về phòng ngự để hướng tới sự chắc chắn như là thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Còn nếu như ông Kim Sang-sik tung thêm Phan Văn Đức vào sân để tăng số lượng tiền đạo lên thành 3 người thì vị huấn luyện viên người Hàn Quốc này sẽ để cho đội tuyển Việt Nam đá theo sơ đồ 3-4-3, tương tự như là những gì đồng hương Gong Oh-kyun đã từng áp dụng cho đội tuyển U22 Việt Nam trong giai đoạn ngắn mà ông dẫn dắt đội tuyển trẻ Việt Nam ở tại giải U23 châu Á 2022. Trước đội tuyển Nga và đội tuyển Thái Lan được đánh giá mạnh hơn đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik có lẽ ít dám mạo hiểm ông Kim Sang Sik sẽ bắt đầu trận đấu với hai tiền đạo Nguyễn Tiến Linh và Phan Văn Đức. Sau đó thì tùy vào diễn biến ở trên sân, vị huấn luyện viên người Hàn Quốc có thể tung thêm Phan Văn Đức hoặc là Bùi Vĩ Hà vào sân, thậm chí đôn tiền vệ Nguyễn Văn Trường lên để chơi tiền đạo cánh và tạo ra hàng tiền đạo ba người. Đây là cách chơi mà huấn luyện viên Kim Sang Sik từng áp dụng trong trận lượt về tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á gặp đội tuyển Iraq vào ngày 11 tháng 6 vừa qua. Khi đó đội tuyển Việt Nam bắt đầu trận đấu với sơ đồ chiến thuật 5-3-2, nhưng sau khi chúng ta bị Iraq dẫn trước, đoàn quân của huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chuyển sang chơi với sơ đồ chiến thuật 3-4-3 bằng cách tung thêm các tiền đạo vào sân. Đây là cách vận hành khá hợp lý, ở chỗ là khi đối đầu với các đối thủ mạnh, nếu như đội tuyển Việt Nam đá nhanh ngay từ đầu, đẩy cao tốc độ tấn công ngay từ đầu thì có thể chúng ta sẽ bị hụt hơi, bị thủng lưới sớm và dễ bị vỡ trận tư tốn và tùy diễn biến ở trên sân để điều chỉnh chính là cách vận hành khôn ngoan của các đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Trong số 3 đội bóng tham dự giải giao hữu thì đội tuyển Nga được xem là mạnh hơn cả khi có thứ hạng ở trên bảng xếp hạng FIFA cao nhất. Đối thủ còn lại là đội tuyển Thái Lan được xem là vừa miếng hơn đối với đội tuyển Việt Nam. Tham dự giải giao hữu lần này, đội tuyển Thái Lan không có được lực lượng mạnh nhất để đối đầu với đội tuyển Nga và đội tuyển Việt Nam. Phải chăng là voi chiến không mặn mà với giải đấu này hay là đằng sau đó còn cả một toan tính? và liệu rằng đối đầu với một đội hình không phải là mạnh nhất của đối thủ, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik có cơ hội lớn để giành chiến thắng hay không? Cần biết rằng ở góc nhìn của Thái Lan nói chung và huấn luyện viên Masatara Ishi nói riêng, giải giao hữu trong dịp FIFA Days vào tháng 9 này còn là đợt duyệt binh đầu tiên trong tổ hợp 3 tháng chạy đà để hướng tới AFF Cup 2024. Nói như thế là bởi sau giải giao hữu ở Việt Nam trong tháng 9, Thái Lan sẽ tổ chức King's Cup trong tháng 10 với các khách mời gồm có Iraq, Tajikistan và Philippines. Dự kiến đến tháng 11, đội bóng này sẽ có thêm 2 trận đấu giao hữu quốc tế trước khi tham dự mặt trận ở Đông Nam Á. Với khoảng 6 trận đấu lần lượt diễn ra trong 3 tháng tới, huấn luyện viên Masa Tareishi muốn từng bước thử tối ưu hóa lực lượng và chiến thuật cho đội tuyển Thái Lan. Minh chứng là ở đợt tập trung này, ông thầy người Nhật Bản không gọi Chanathip Sungkrasin, Therathon Bunmathan, Terasin Nangda và Sarach Yogen. Ngoài ra, cặp tiền đạo Supachok Sarachat và Supachai Zayret đã xin rút lui không sang Việt Nam để thi đấu đợt này. Lý do được truyền thông xứ Chùa Vàng tiết lộ là bộ đôi này đã không may gặp chấn thương trong lúc đang thi đấu ở tại câu lạc bộ chủ quản. Vậy nên là đội tuyển Thái Lan sang Việt Nam với lực lượng là đội hình B. Xong điều này cũng nằm ở trong tính toán của ông Masatara Ishii. Ông đã thẳng thắn nói rằng, đối với hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga cũng như là King's Cup vào tháng 11 tới, chúng tôi sẽ tập trung vào việc thử nghiệm các cầu thủ mới. Thái Lan cần một thế hệ cầu thủ mới cũng như là để chuẩn bị cho vòng loại Asian Cup sẽ diễn ra vào năm sau. Do đội tuyển Thái Lan không lọt vào vòng loại tiếp theo của World Cup, cho nên đội cần phải làm mới đội hình. Danh sách được lựa chọn dựa trên những người đã làm việc với tôi ở tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026. Vì nhiều lý do, khi đó chúng tôi không thể sử dụng tất cả họ. Riêng với hai trận đấu gặp đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Nga, chúng tôi muốn sử dụng nhiều cầu thủ nhất có thể. Dựa vào quá trình tập luyện, lối chơi của các đối thủ và nhiều yếu tố khác, tôi sẽ lựa chọn nhân sự cho từng trận đấu. Quyết định kể trên của huấn luyện viên Masatara Ishii được ngôi sao Chanathip Sungkrasin hết sức ủng hộ. Anh nói rằng tôi rất vui khi mà có những cầu thủ trẻ, những gương mặt mới đã xuất hiện, đáng lẽ họ phải lên đội tuyển quốc gia từ lâu. Vì khoảng cách giữa các lần thay đổi thế hệ là khá dài, điều này khiến cho trình độ của đội tuyển Thái Lan không tốt ở mọi thời đại. Điều quan trọng nhất là các cầu thủ trẻ phải tiến lên và giỏi hơn các đàn anh. Bên cạnh câu chuyện thử nghiệm về con người, huấn luyện viên Masataraishi cũng muốn hoàn thiện hơn cách chơi mà bản thân muốn xây dựng cho đội tuyển Thái Lan thông qua vòng chung kết U23 châu Á 2024 hay là vòng loại thứ hai World Cup 2026, Thái Lan dưới bàn tay của ông Masatara Ishi vẫn duy trì bản sắc là những pha phối hợp nhóm sở trường. Nhưng song song với đó, vũ khí đến từ bóng bổng cũng đang được rèn rũa. Nhìn lực lượng mà Thái Lan mang sang Việt Nam thì ông Masatara Ishi đã đăng ký rất nhiều cầu thủ có chiều cao trên 1m8. Ngoài ba thủ môn có chiều cao trên dưới 1m9 thì hàng thủ của đội tuyển Thái Lan cũng sở hữu các hộ pháp hầu hết là cao trên 1m9. Ở hàng tiền đạo, voi chiến cũng có trung phong khá cao lớn là Patrick Gustafsson cao 1m84. Hiển nhiên, lợi thế ở các tình huống tấn công và phòng ngự bóng bổng của Thái Lan sẽ được tăng lên một cách đáng kể. Hướng tới màn trình diễn và kết quả tốt nhất trong hai trận đấu giao hữu sắp tới, huấn luyện viên Kim Sang-sik đã triệu tập đội tuyển Việt Nam với những gương mặt quen thuộc có thể thấy là trong danh sách mà ông Kim Sang-sik công bố giống tới 80% so với người tiền nhiệm Park Hang-seo dẫn dắt trước đây. Không chỉ có thế, huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đặt sự thận trọng lên hàng đầu bằng việc triệu tập số lượng lớn các cầu thủ chơi ở hàng phòng ngự so với tuyến tiền vệ hoặc là hàng công. Cũng từ đây, khả năng lối chơi mà đội tuyển Việt Nam sẽ trình diễn trong giai đoạn sắp tới là thiên về chắc chắn, rình dập thay vì cởi mở hoặc là kiểm soát bóng như khi huấn luyện viên Philippe Troussier dẫn dắt. Trong hai trận giao hữu vào tháng 9 này, nếu như trận gặp đội tuyển Nga chỉ mang tính chất học hỏi cọ sát với đội tuyển Việt Nam, thì trận gặp đội tuyển Thái Lan lại có nhiều mục đích hơn. Việc thắng được Thái Lan ở bất cứ giải đấu nào cũng mang tới nhiều cảm xúc cho người hâm mộ Việt Nam. Tuy nhiên, ngay cả khi ở thời kỳ đỉnh cao dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Park Hang-seo, thì những chiến binh sao vàng cũng chỉ có được một trận thắng duy nhất ở tại giải giao hữu King's Cup 2019. Còn lại thì toàn hoa và thua ở những trận đấu chính thức Nói như thế để thấy, dù chỉ là một trận giao hữu, có lợi thế ở trên sân nhà và đối thủ cũng không mang tới đội hình tốt nhất thì thầy trò huấn luyện viên Kim Sang Sik muốn thắng được cũng chẳng hề dễ dàng gì. Về chuyên môn, huấn luyện viên Kim Sang Sik có thể sẽ sử dụng đội hình tốt nhất trong trận gặp Thái Lan, từ đó có sự đánh giá, kiểm tra, chỉnh thức ngắm cho AFF Cup 2024. So với đợt tập trung hồi tháng 6 vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc về cơ bản là gần như có được đầy đủ lực lượng Áp lực tới lúc này còn lớn hơn bởi suốt hơn một năm qua đội tuyển Việt Nam nhận quá nhiều thất bại, cho nên các trận đấu, các giải đấu dưới thời ông Kim Sang-sik là buộc phải thành công. Đội tuyển Việt Nam phải làm hết sức để giành chiến thắng, tạo đà tâm lý cho AFF Cup 2024. Quan trọng hơn, một chiến thắng lúc này trước đối thủ mạnh nhất khu vực Đông Nam Á sẽ giúp cho những chiến binh sao vàng dân lấy lại được niềm tin nơi người hâm mộ. Bóng đá Việt Nam xuống đáy dưới thời huấn luyện viên Philippe Troussier và giờ là lúc cần phải hướng tới một chu kỳ mới thành công hơn quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này dòng vàng bóng đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo